thưa quý khán giả, nhân ngày huy nhật của Đức Thánh Trần Hưng Đạo là thánh tổ của ngành hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin giới thiệu anh Vũ Đình Thọ là một thành viên trong ban tổ chức. Xin anh cho quý khán giả biết sơ qua về ngày lễ hôm nay thưa anh. Dạ vâng. Thưa anh Phan Đại Nam, hôm nay là ngày giỗ thứ 715 Đức Trần Hưng Đạo, là một anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam và cũng là thánh tổ của hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên hàng năm chúng tôi cứ vào ngày này thì chúng tôi có một ngày giỗ, ngày hôm nay là ngày giỗ thứ 715. Thưa anh, từ lúc thế nào mà khi bắt đầu qua hải ngoại thì ngành hải quân, những anh em hải quân có thể kết tụ lại với nhau để lập ra hội Cửu Long thưa anh? Dạ thưa anh, theo trên giấy tờ thì từ năm 1982 thì một số anh em chúng tôi đã tụ lại và thành lập hội ái hữu hải quân Cửu Long. Cho tới năm 85 thì coi như là tương đối nó đã đầy đủ và trưởng thành, có nội quy, có luật lệ, và chúng tôi hàng năm thì có bao giờ thì cũng có ngày Hoàng Sa, rồi ngày lễ Thánh Tổ và ngày Tân Niên là những cái ngày quan trọng trong năm của hội ái hữu hải quân Cửu Long. Kính thưa quý vị, buổi lễ huy nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo năm thứ 715 được hội hải quân Cửu Long tổ chức vào tối ngày Chủ nhật 4 tháng 10 2015 tại thành phố Westminster, miền Nam Cali, với sự tham dự đông đảo các chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc nhiều binh chủng. Và chương trình được mở đầu với phần ngỏ lời của ông Vũ Đình Thọ. Thưa quý vị, Đức Trần Hưng Đạo được dân tộc Việt Nam tôn vinh như một vị thánh, vì Ngài không những là một thiên tài quân sự lỗi lạc, đã 3 lần chiến thắng giặc Nguyên, giữ vững nền độc lập cho nước nhà, nhưng trên tất cả, Ngài là một người tận trung yêu nước, sẵn sàng dẹp bỏ thù nhà để hy sinh cả cuộc đời mình cho sự tồn vinh của quốc gia và dân tộc. Hôm nay khi ôn lại những công đức mà Đức Trần Hưng Đạo đã làm cho dân tộc Việt Nam, chúng ta đều hãnh diện về dân tộc mình, một dân tộc đầu tiên và duy nhất trên thế giới đã chiến thắng đạo quân Mông Cổ, một đạo quân không đối thủ từ Âu sang Á, không phải một lần, mà tới 3 lần. Nhưng hãnh diện về Đức Trần Hưng Đạo, về dân tộc mình bao nhiêu thì chúng ta lại càng căm phẫn và xấu hổ bấy nhiêu đối với kẻ nội thù của dân tộc Việt Nam là tập đoàn tay sai bán nước Cộng sản Việt Nam, rất tàn ác với đồng bào của mình nhưng lại thật hèn nhát và khiếp nhược trước kẻ thù là giặc Tàu phương Bắc. Thì Cộng sản Việt Nam thà mất nước chứ không chịu mất Đảng. Chúng đã không ngần ngại dâng đất và biển của tổ tiên cho ngoại bang bằng văn thư công hàm để đổi lấy sự bao che của kẻ thù, hòng kéo dài chế độ phi nhân của chúng. Nhân ngày giỗ thứ 715 Đức Trần Hưng Đạo hôm nay, chúng ta cùng thành tâm nguyện cầu Đức Trần Hưng Đạo hộ trì cho quân dân Việt Nam biết noi gương Ngài, cùng đoàn kết can đảm và sẵn sàng hy sinh mọi sự để tạo nên sức mạnh của toàn dân quyết đấu tranh giành lại quyền làm chủ đất nước từ tay bạo quyền Cộng sản, và luôn vững bền trong công cuộc đấu tranh chống họa ngoại xâm. Sau nghi thức chào cờ khai mạc với toán rước quốc quân kỳ là phần cung nghinh tượng Đức Thánh Trần vào lễ đài. Sau phần dâng hương và ba hồi chiêng trống, ông Nguyễn Hùng Quyền tuyên đọc hịch tướng sĩ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo nói với người xưa sao như nói với chúng ta thời nay. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước đời nào chẳng có. Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp bụi gian nan, lén nhìn xứ Mỹ đi ngang ngang ngoài đường, uống tắt lưỡi cứu diều mà lăng nhục triều đình, đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ, hạt bạc vàng
để giác kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao cho khỏi tai họa về sau. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm dỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ vẫn chưa thể xả thịt, lột da ăn gan uống máu quân thù. Dẫu cho tâm thân ta phơi ngoài nổi cỏ, nhìn thấy ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm. Nay các ngươi ngồi chủ nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sĩ mà không biết thẹn, làm tướng triều đình đứng hầu quân mang mà không biết tức, nghe nhạc thái thường đại yến sứ Mỹ mà không biết câm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui, có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích, có kẻ chăm lo vườn ruộng để cúng phụng gia đình, có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ, có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước, có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân, có kẻ thích rượu ngon, có kẻ mê vọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thác tràn sang, thì cửa gà trống không đủ đâm thục áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh, vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tâm thân ngàn vàng, vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc, tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc, chó săn tí hay không đuổi đặt quân thù, chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết, giọng hát reo rắc không làm giặc biết tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào. Chẳng những xã tắc tổ tông ta bị khác gầy xéo, mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào. Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thân các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng? Nay ta bảo thật các ngươi, hãy quân luyện quân sĩ, tập dược cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi. Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu, mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng. Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi đến đời sau còn để tiên thơm. Chẳng những thủy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không? Vì sao vậy? Giặc Mông Thác với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên, không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy rồi đây sao khi giặc yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất này nữa. Cho nên ta viết bài thịt này để các ngươi hiểu rõ bụng ta. Kế đến là phần chào mừng của ông Trương Văn Song, hội trưởng ái hiếu Hải quân Kiều Long, Nam Cali. Hương Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là một vị anh hùng và một vị thánh duy nhất trong lịch sử dân tộc Việt. Và riêng đối với các cựu quân nhân ở trong Hải quân, chúng tôi muốn chia sẻ sâu xa mối liên lạc thiêng liêng với người thánh tổ này, và chúng ta tự hào Đức Thánh Trần là thánh tổ của Hải quân Việt Nam Cộng hòa của chúng ta. Tôi cũng xin đại diện cho hội ái hữu Hải quân Cửu Long kính gửi đến tất cả quý vị tham dự buổi lễ hôm nay lời cảm ơn rất là chân thành của chúng tôi về sự hiện diện của quý vị của tôi hôm nay. Tư tưởng nổi bật nhất của Đức Trần Đạo là một tấm lòng tận tụy đối với đất nước, là ý muốn đoàn kết mọi tầng lớp dân tộc thành một lực lượng thống nhất và tinh thần yêu thương dân. Cho nên trước khi mất,
ông vẫn còn dặn vua Trần Anh Tông là phải lấy sức dân để làm kế sâu bền cho việc trị nước. Và theo thiện ý của tôi, đây là một tư tưởng lớn làm căn bản thô sơ cho nền tảng dân chủ tự do mà mãi đến thế kỷ thứ 18 sau cái cuộc cách mạng Pháp mới đưa ra để thành hiến pháp của đại đa số các quốc gia tự do trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, lãnh đạo của thế giới tự do, với câu hiệu là chính phủ là của dân, do dân và vì dân. Kính thưa quý khán thính giả, buổi lễ huy nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo năm thứ 715, chương trình sau đó còn có phần báo cáo tài chính và phần văn nghệ do các anh chị hải quân và thân hữu các binh chủng phụ trách. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.